quá rồi đúng không? Quay rồi cái coi trên phone được. Ờ thì tắt, ngon nãy tắt giờ ra tắt nữa. 2 tiếng. Bởi vậy mấy bạn em mà vô quán nó sợ lắm, nó không dám mà không dám mà nói nặng nói nhẹ với người bán. Ông ngoại coi như ăn cái đó là chắc cú á, không no. Má qua ngồi mỏi chân má. Chị khỏe ra khỏi tốn 300 đô tiền chị gì đó, tiền gửi. Mấy quỷ nó dễ sợ. Đâu 350 đâu mà còn phải thuế gì nữa. Nãy Đảm nói ông tánh cực gì nữa đó. Chứ bà ta hỏi Đảm chứ chị hay là em hay là anh hay là gì của cưng. Không biết Đảm nói gì đưa tiền bỏ bà lấy. Bà lấy rồi bà vô bà chia cho cái con xô với mấy cái đó qua lại nó chia như chia 10 đồng nó chia xô chỗ ngán về Mỹ mà còn khóc nữa kêu uống coca nha, uống coca ở đây ngồi uống coca. Nó ngọt ta. Cà phê đá. Cà phê đá. Cho ly cà phê đá vậy.